này thì mình sẽ chuyển qua cái dạng là dạng gì, là dạng timeline, là mình sẽ chỉnh từng cái motion để cho nó cho từng cái hình trong này, thì mình chuyển qua dạng timeline thì nó sẽ ra cái bảng như thế này. Em kích vào đây này, nó sẽ ra cái bảng như thế này, thấy không, nó nhiều layer như thế này. Thì thành ra tại vì nó nhiều layer, thành ra mình sẽ chuyển cái bộ làm việc của mình á, mình chuyển về cái dạng như thế này cho nó dễ nhìn. Thấy lên nó dài không, mà cái hình này mình đâu còn nhìn nhiều đó đúng không, mình có thể kéo cái này về đây xíu đó cho nó bé lại, thả vào đây đúng không, cái này thì em có thể kéo ra đặt ở đây đúng không, xong kéo dài xuống để cho em nhìn nó nhiều lơ ra đúng không, đó như này cho dễ nhìn, thấy không, đó thì mình có thể tùy biến cái bộ làm việc của mình đó, thì được như thế này thì em dễ làm việc hơn đó. Thì khi em chọn vào cái phần timeline á thì em thấy ở đây không, em về cover smart track đó, thì đây chuyển về cái dạng là change form đó, thấy không, thì cái lá này anh làm như thế nào, anh chọn vào tấm khi cái nè, nó lưu ở đây, em đưa cái này về đây, cần cho tên đưa ra ngoài, enter xong đúng không, em kéo cái này về đây xíu, anh key lại cái anh lưu vị trí ở đây đó, thì được như thế này, thấy không, thì nó giống như là cái position đúng không, nhưng mà khác nhau ở đâu, em nhìn nha, ở đây nè, tại đây anh muốn cho nó xoay đúng không, anh muốn cho cái lá nó quay quay xíu, anh kéo vào đây anh key lại cái nè, thấy không, rồi anh chọn, anh cần cho t nè, ra này anh xoay cái nè, thấy không, anh ok cái, bây giờ nhìn cái lá nó xoay nha, thấy không, thấy chưa nè, thấy không, nhìn nó mượt hơn đó, hiểu không, hiểu không em? Alo. Dạ hiểu. Được chưa? Thì cái trang form nó làm được nhiều thứ hơn, nó cho em xoay rồi cho em phóng to thu nhỏ, ví dụ ở đây anh muốn cái lá nó như này rồi ok đúng không, cái này cũng tương tự, kế vào đây cái lá này anh cũng sẽ đưa về dạng smart check chưa, ở đây thì anh sẽ cho nó bấm này cái này cho nó tạo cái lệnh trước, cần chỗ t này kéo ra ngoài này đúng không, rồi sau đó kéo từng xíu đó, bấm lại cái anh đưa vào chưa, thì được như thế này, thấy không, thấy chưa, rồi tiếp cái chỗ này bây giờ anh muốn hiểu là anh cho nó rớt từ trên xuống đúng không, anh cho nó rớt từ trên xuống, còn này anh cho nó bung ra, thấy chưa, thì tại vị trí này chữ đâu rồi, chữ đâu rồi, đây chữ là này lit thì đúng không, là chữ này, thì có phải tại vị trí này không, là chữ này nó không có xuất hiện đúng không, cái chữ này không có xuất hiện thì làm sao, thì tại vị trí này mình sẽ ẩn nó đi, cái chữ này chỉ có này, anh sẽ chọn vào opacity, anh kích vòng cái này không, em đưa về không nè, đó thì nó mất cái chữ này đi, thấy chưa, cái này thì anh sẽ tạo hiệu ứng gì, anh sẽ tạo hiệu ứng nó rớt từ trên xuống đúng không, nè, anh chọn vào lại cái layer này, là layer này đúng không, anh chọn vào trên form này, anh kích một cái, anh cần cho t để lấy cái lệnh này, anh kéo lên trên để là để cho nó lưu cái lệnh ở trên đúng không, nhấn một cái anh kéo một đoạn ở đây, cái này bay vào cái này rớt xuống đúng không, anh kích vào một cái anh đưa xuống lại được như thế này, nó chạy lại gọi được không. Đó. Nhưng mà cái này nó nhìn nó chưa mượt đúng không, thì mình làm sao bây giờ anh muốn tăng cái này là cái dây nè, anh thấy không, nó có frame nè, không frame nè, 10 frame nè, 20 frame nè, thấy không, bây giờ anh muốn tăng cái này ra dài ra để cho anh dễ nhìn, thì ở đây anh có cái phần là dạng nó scale á, nó scale cái thanh timeline ra cho em nè, em kích vào kéo thì nó dài này, thấy không, đó để anh tạo thêm vài cái chuyển động cho nó nữa, ví dụ ở đây anh muốn cho nó nhìn nó tinh nghịch hơn xíu thì anh làm sao, anh sẽ chọn vào đây cái kích cái này, thấy không, tại đây anh sẽ cho nó xuống đây đúng không, nhưng mà anh cho nó xoay xíu, lắc vào đây xíu, thấy chưa, anh kích cái tại đây anh cho nó lắc vào đây lại xíu, thấy chưa, tại đây anh cho nó lắc vào đây xíu, đó thì nó sẽ nhìn nó ok, nó nhìn nó tinh nghịch hơn đúng không, hiểu không, ở đây nó hơi dài, anh kéo qua đây xíu, kéo qua đây xíu, kéo qua đây xíu đó.
không? Đúng em? Được không? Dạ được. Rồi tới đây tiếp. Thì tại vị trí này, bây giờ anh muốn cái chữ nó bung ra tại đây đúng không? Anh thấy rớt xuống rồi nè. Bây giờ anh muốn cái chữ topping này nó bung ra, dạng scale ra, đúng không? Thì ở đây nè, nó đang là không nè, đúng không? Thì tại đây anh cũng sẽ tạo một điểm key cho nó, nhưng mà anh vẫn để là không nè, thấy không? Tại vì anh chưa muốn nó xuất hiện, đúng không? Và tại đây anh mới muốn nó xuất hiện nè, thì anh cho nó kéo vào đây một đoạn, kéo tầm khoảng 10 frame đi. Ở đây đúng không? Anh kích cái lại, anh đưa về 100% nè để cho nó ra. Đó, thấy không? Được chưa? Rồi tại vị trí này anh muốn lại hiệu ứng nó bung ra đúng không? Thì làm sao? Anh chọn vào transform nè, anh kích cho T. Đó. Cái này chưa thấy, nên tăng lên lại nha, anh tăng chậm cho mình thấy trước nè. Đó. Anh chọn lại cái transform ở trên nè, anh kích cho T nè, anh scale nhỏ lại hết cỡ luôn. Đó. Anh chưa? Xong anh kéo lại tại vị trí này, anh kéo lại đây. Anh lại chọn kích vào đây để cho anh lưu điểm này lại. Anh kích cho T lại, xong anh phóng to ra. Thì mình đã được có một cái lệnh là scale. Yeah. Nhưng mà ở đây nó ở đây thì anh thấy nó không mượt không? À, ở đây nó không mượt nè, thấy không? Nó bị hiện cho mày ra, thấy không? Nó không đẹp. Thành ra tại đây em có thể đưa về không để cho nhìn nó mượt hơn. Nó không có cái hình gì đó, đó, nhìn nó mượt hơn. Thấy không? Được chưa? Đó. Đó, rồi tiếp. Bây giờ anh muốn cái này nó bung ra đúng không? Cái này cũng tương tự. Ly này nè, anh muốn hoặc là dưới chạy lên đi thì đơn giản làm sao? Anh kích vào đây, trên form nè, kinh cái, tạo điểm neo nè, kinh cho T nè, anh lôi nó xuống dưới, enter cái, kéo vào đây xíu. Nhưng mà tại đây anh mới muốn lên đúng không? Tại đây nó muốn lên nè, đúng không? Anh kích vài điểm nè, là cho nó lưu lại, anh kéo vào đây xíu, nó anh tạo cái mới, kinh cho T lại, lên như thế này. Nhưng mà nó hơi nhanh đúng không? Nó hơi nhanh nè. Đó, nhanh quá. Ở đây em có thể làm cho nó chậm chậm xíu bằng cách sao? Em tăng cái thời gian ra. Em tăng cái này dài này thì nó chậm hơn. Đó, càng dài nó càng chậm. Đó, thấy không? Thấy chưa? Nhưng mà ở đây anh thấy nó hơi gỗ. Anh muốn cho cái này nó xoay nó bay ra. Thì làm sao? Anh chọn vào đây. Anh chọn ở giữa nè. Anh tạo một cái transform nè. Anh kích cho T nó lại nè. Xoay đúng như thế này thì nó sẽ xoay nó bay ra. Đó, thấy không? Thấy không Quyền? Là em thấy ạ. Thấy có hiểu mấy chỗ này không? Nó đơn giản đúng không? Hiểu. Nó không có gì khó hết trơn. Cái này nó chỉ là em cái từng keyframe vậy đó, em cứ chỉnh thay đổi hình dạng kích thước của nó thôi thì nó ra không thoát. Đó, nó như vậy thôi đó. Được chưa? Rồi bây giờ mấy cái này tới đây rồi đúng không? Anh muốn cái này nó bay ra. Bây giờ anh chọn từng cái gì ở đây. Thì hai cái này nè, anh gộp lại cái cho nó gọn. Đó, anh gộp lại cái. Đó, mỗi cái này gộp lại cái đó. Cái này với cái ủa. Cái này à, với cái này, đúng rồi, gộp hai cái này lại cái nè. Đó, đi từng cái như vậy. Bay ra đúng không? Thì em
kéo qua đây xíu. Ở đây chứ nhầm. Đó. Em chọn vào transform nè. Mà cái này anh tăng lên lại cho anh, để anh nhìn thấy cái nó ở đâu nha. Nó là ở đâu vậy? À lại cục này, đúng không? Em cần cho T nó lại nè, chọn vào transform nè, để cho T nó lại nè. Em kéo qua đây. Để cho nó phóng nhỏ lại. Đúng không? Enter cái. Em kéo nó qua đây xíu. Được chưa? Keyframe lại. Cái này nè thì nó sẽ xuất hiện lại đúng không? Em keyframe lại cái ở dưới opacity nè. Em cho lên 100. Ở đây nó không xuất hiện nè. Em keyframe ở đây cho nó giảm 0% thì được như thế này. Đấy. Được rồi, em chọn này là 0 nè. Cái này là 100 nè. Dạ, được như thế này. Đó, được chưa? Rồi tương tự một cái ở dưới thôi thì sẽ được cái gif đơn giản. Ở đây anh sẽ tương tự vào cái div này. Đó, này đúng không? Đúng rồi. Đó, em sẽ keyframe ở đây một cái. Em đưa cái này về không. Đó, tại đây em đưa về cái. Đó, em cũng keyframe lại cái. Dạ được rồi. Còn thời gian đó em muốn ngắn lại thì em kéo lại nè. Cho nó ngắn lại thôi. Này thời gian. Đó, cho nó ngắn lại. Em quét hết tất cả cũng được. Cái này đang hơi dài nè. Đó. Chưa? Dễ không? Đó, mình cứ làm từng cái như vậy. Để anh làm luôn cho nó đẹp coi. Còn này nha mấy. Đó, cái này để như này. Opacity là 100 nè.
Vậy chứ mấy cái này bạn đưa vào Premiere làm nó hơi cực. Tại vì em phải xuất cái hình ra rồi em lại phải đưa vào Premiere. Thật ra nó khá là cực. Một hình này sao bự như vậy? Thấy không? Nếu mà đưa vào Premiere cái này đó, em cũng phải xuất ra hình trước rồi em mới đưa vào Premiere được. Thì nó khá là cực. Vậy cái này có làm review bây giờ chưa vậy? Vậy vậy rồi chị ơi, cũng đi vào rồi được chưa? Xong rồi bây giờ xuất file ra chỗ file export save web đó, thì cũng tương tự hồi nãy mình sẽ chọn những thông số như này đó, cứ để forever cho anh. Đó, thì mình sẽ được cái hình như thế này. Cũng đơn giản đúng không? Nó không có gì khó hết trơn á.